Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì trước mắt chúng ta hiện bây giờ em đang phát sóng một cặp bò cái bô xin lứa của chú anh chị và các bạn. Đây là hai con bò bô xin lứa. Đây cô chú anh chị và các bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video của em là con bò này dàn thùng dạo của nó nè. Rất là ok luôn ha. Chân móng ở đây là móng sò. Dậu yếm lạch phạch con này đầu chuỗi nha. Đó. Bà con cô bác anh chị em chúng ta có thể thấy trực tiếp qua cái video của em này ha. Đó, dậu yếm thì lạch phạch, rất là đẹp luôn. Con này màu đỏ mật. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đây, sái lưng nghiêm chỉnh nè, vàng rúng nè, dậu yếm nè. Đó, rất là đẹp nha. Đó, thì bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho quý cô chú anh chị và các bạn. Đây, con bò bên đây cũng vậy. Dậu yếm rất là đẹp, rúng cũng rất là đẹp luôn. Nè, cô chú anh chị các bạn thấy không? Thấy vàng rúng không? Đó, dậu yếm thì khỏi chê rồi. Cặp bò này thì nó khoảng 6 tháng tuổi. Hai con bò này chân móng sò cầm đứng thẳng. Chiều cao dao động khoảng 1m1 tại phía sau khu. Sái lưng hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đó, sái mặt, sái lưng hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Hai con bò đầu trội. Dậu yếm thì lệch phạch, rúng thì là rúng chèn, rất là đẹp luôn. Chân móng là móng sò. Đây, quý bà con cô bác anh chị em chúng ta. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em cái số điện thoại em để trong hình. Cậy đuôi bẹ qua bự. Đó, rất là tiện cho việc sinh sản sau này. Con này cũng cậy đuôi bẹ. Đây, bà con cô bác anh chị em chúng ta thấy không, cậy đuôi bẹ qua bự rất là đẹp nha. Đó, mình nhìn coi vàng rúng yếm của nó nè, dậu yếm lạch phạch luôn. Đây bà con cô bác chúng ta có thấy nè, đó dậu yếm thì lạch phạch ha. Đây rất là đẹp. Và bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị và các bạn. Đồ bò này có giá là 33 triệu, hai con có giá là 33 triệu nha. Rất là đẹp luôn. Hai con bò bô xin giá 33 triệu. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Bò ở đây sẽ được là chích ngừa, tiêm ngừa đầy đủ hết nha. Bò ở đây tiêm ngừa, chích ngừa đầy đủ hết rồi. Như là viêm da nổi cục, lông mòm, lở móng hay tụ huyết trùng gì bà con cô bác anh chị em chúng ta. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trong hình. Rồi bò này có giá là 33 triệu nha cô chú anh chị và các bạn. 33 triệu. Đó. Chân móng ở đây của chú anh chị các bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video. Bò khi mà giao đến cho bà con cô bác anh chị em chúng ta sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Có nghĩa là cô chú anh chị các bạn sẽ được dẫn con bò đi tới đi lui. Đó. Mình coi con bò đi đứng hoàn thiện mình mới thanh toán nha. Giá này là giá chốt tại chỗ, không bao gồm tiền xe nha cô chú anh chị và các bạn. Bà con cô bác anh chị em ở gần xa có nhu cầu muốn mua đôi bò ở đây thì liên hệ trực tiếp với em, cái số điện thoại em để trên hình. Sái lưng sái mặt hoàn toàn nghiêm chỉnh. Hai con bò này đầu chuỗi nha. Nó khoảng 6 tháng tuổi. Hai con bò này khoảng 6 tháng tuổi nè. Chân móng thì cô chú anh chị bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video của em. Còn chiều cao thì một chút xíu nữa mình coi coi. Em hạo ra bức tường hoặc là cây cột. Hai con bò này chiều cao dao động tại phía sau khu của nó khoảng 1m1 bò. Thì cô chú anh chị và các bạn cứ việc đo hạo ra bức tường hoặc là cây cột giống như em đo ha. Rồi mình coi coi con bò này thằng Út nó đo chiều cao nó cỡ này. Đó. Rồi mình đo lại coi nó có đúng. Nó giống như là mình hạo ra bức tường đó. Đó, mình coi cây bò này chiều cao tầm đó đó, mình coi mình mua được hay không. Nếu mà mua được thì mình cứ liên hệ với em. Hai con bò ở đây giá 33 triệu của chính triệu các bạn. Giá cực kỳ yêu thương. Hai con bò rất là đẹp luôn nha của chính triệu các bạn. Từ thùng dạo đúng yếm của chính triệu các bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video của em. Chân móng thì hoàn thiện, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết ha. Khi mà giao đến thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ được quyền dẫn con bò đi tới đi lui để chúng ta kiểm tra. Mình coi đi đứng hoàn thiện mới thanh toán nha. Đó. Cặp bò này thì nói chung là nó phù hợp túi tiền với mọi người thôi. Những anh, những chị, những cặp vợ chồng mà chúng ta mới ra riêng chúng ta cũng có thể mua đôi bò này về chúng ta nuôi phát triển kinh tế ha. Thay vì sáng chúng ta đi làm công ty, hai vợ chồng chúng ta làm công ty đúng không? Rồi cái mình ngủ dậy sớm hơn khoảng nửa tiếng hồ, mình cắt cho nó ngâm cỏ. Đó, rồi mình về mình cho nó uống miếng nước cám. À, rồi xong cái mình đi làm công ty, chiều mình về mình cho nó ăn rơm. Cứ ngày qua ngày, nó sẽ tạo ra một cái nguồn thu nhập thụ động để cho bà con, cô bác, anh chị em, những cặp vợ chồng chúng ta mới ra riêng. Chúng ta sẽ phát triển kinh tế theo một cách thụ động ha. Tạo ra một cái nguồn tiền không phải mà vất vả để cài cuốc ha cô chú anh chị các bạn. Đó, cặp bò này thì 33 triệu. 33 triệu, rất là phù hợp túi tiền. Nó phù hợp túi tiền với tất cả mọi người.
những cô bác anh chị mà chúng ta đã và đang nuôi bò, hay những anh những chị đang có ý định nuôi bò đó, chỉ có 33 triệu thôi. Còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trên màn hình để chúng ta có thể chốt được đôi bò này, chúng ta mua, chúng ta đem về nuôi phát triển kinh tế ha. Đó, bà con cô bác anh chị em chúng ta hồi nãy giờ cũng có nhìn thấy trực tiếp trên cái video rồi. Con bò ở đây thì có con này là nó bông cái lườn nha, nó bông cái lườn. Chứ để nhiều khi bà con cô bác chúng ta giao đến mình nói ừ út nó nói con bò hoàn thiện, nhưng mà có chỗ nào thì em quay chỗ đó, bò như thế nào thì em quay như vậy. Em không có che giấu bất kỳ một cái chỗ, cái điểm khuyết điểm nào trên cơ thể của con bò. Tại sao? Khi mà giao đến thì bà con được quyền kiểm tra, mà nếu như mà em giấu cái chỗ nào đó, lỡ như bà con không chịu rồi hồi đó em trở về, cái tội cho em là cái tiền xe đúng không? Bởi vậy con bò nó có giá, có đốm hay có bông hay là chân móng như thế nào, em đều nói cận cảnh, nói chi tiết trên video hết, còn quay những cái đoạn phim cận cảnh để cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể xem xét và lựa chọn ha. Ở đây mình nhìn thấy cái cậy đuôi, mình nhìn thấy cái cậy đuôi thôi mình đủ tê người rồi, nói chi là mình coi tới cái gì đó. Mình coi nè, cái hoa, cái cậy đuôi, hai con bò này khoảng 6 tháng tuổi, giá 33 triệu của chính triệu các bạn. Rồi thì bây giờ em sẽ như thường lệ em lấy thước ra em đo hạo thử chiều cao và gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn ta nhắm xem thử. Bò này chiều cao dao động tại phía sau khu của nó khoảng 1m1 bò. Giá của đôi bò này có giá là 33 triệu của chính triệu các bạn. Giá cực kỳ yêu thương luôn nha, hai con bò này giá cực kỳ yêu thương. Bà con cô bác anh chị em ở gần xa có nhu cầu muốn mua đôi bò này cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên hình. Đây. Chiều cao tại phía sau khu của con bò này là 1m11. Nói chung là hai con bò này nó 90 với nhau, hai con bò này nó cỡ với nhau nè. Bà con cô bác anh chị nào cảm thấy ưng muốn mua vừa túi tiền với mình, hãy liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại em để trên hình. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì người khác mua. Nếu như mà con bò mình vừa ý thì mình điện liền đi, chứ để người ta điện trước, người ta mua trước thì mất công mình mất lượt. Rồi thì hồi nãy đến giờ thì em đã cập nhật đầy đủ thông tin cũng như là gửi đến bà con cô bác những cái hình ảnh cận cảnh để bà con cô bác chúng ta có thể ước lượng về chiều cao của nó ra bức tường hoặc là cây cột để chúng ta có thể chốt được con bò này. Và bây giờ em xin mời cô chú anh chị và bạn đến với nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay. Để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em xin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một cái đôi bò đực. Ở đây có một con đực Pháp Kem và một con đực Angus siêu đỏ. Đây, hai bò đực nè. Và bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho quý cô chú anh chị và các bạn hình là hai con bò này có giá là 35 triệu hai con. Nè, cô chú anh chị các bạn thấy không? Chân móng xương sóc rất là ok luôn đúng không? Chân móng là cu giái hoàn thiện nha. Đó, cu giái hoàn thiện, chân móng hoàn thiện, không áp xe, không xuống ruột gì hết. Bò này khoảng 6 tháng tuổi, 6 tháng hơn tuổi rồi. Đó, hai con bò này thì bây giờ đang có giá là 35 triệu. Dai đùi đít. Chân móng rất là ok, xương sóc to ha. Bò không có bị lỗi lầm gì hết nha cô chú anh chị của các bạn. Bò rất là đẹp luôn. Đó, hai con bò đực. Con này thì nó 6 tháng mấy à, còn con bên kia 6 tháng. Con này 6 tháng nè. Cặp này có giá 35 triệu nha. Bà con cô bác anh chị em ở gần xa ai có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình. Để chúng ta có thể chốt được đôi bò này, chúng ta mua về chúng ta nuôi. Chỗ béo nha. Đây, chân móng nè. Cu giái ha, hoàn thiện, không áp xe, không xuống ruột gì hết. Hai con bò đực giá chỉ có 35 triệu thôi. Bò này khoảng 1m1 bò hết nè. Bò này 1m1 bò. Đòn dài, thả đòn ha. Chân móng là hoàn thiện, không có bị áp xe, không xuống ruột gì hết. Dai lực lưng đôi, đùi đít thì khỏi chê. Nè, dai lực thấy không? Nó thả cái đòn nè. Nãy giờ quên nhắn tin cho số điện thoại cho anh Đèo Đức. Lấy số điện thoại anh Đèo, sẽ lấy số điện thoại nhắn cho anh Đèo đi Đức. Trong sổ á. Đây. Dai nè. Cu giái nè, hoàn thiện ha. Chân móng nè. Cặp này giá 35 triệu hang bò đực nha cô chú anh chị và các bạn. Hang bò đực rất là lực. Đùi đít nè, lưng dai, đòn dài. Bò này nuôi vỗ béo là khỏi chạy luôn. Chỉ có 35 triệu hai con. Cô chú anh chị và các bạn gần xa có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, có số điện thoại em để trên hình. Dai lực lưng đôi ha, chân cẳng nè. Đó. Đây.
đồ đít nè, hai con bò đực mà giá chỉ có 35 triệu nha các chú chị và các bạn. Hai con bò này giá cực kỳ yêu thương cho bà con cô bác anh chị em đó, chúng ta có thể mua về chúng ta nuôi phát triển kinh tế, nuôi vỗ béo cũng được ha, mà nuôi để sau này làm bò nhảy cũng được ha. Bò này chân móng hoàn thiện hết nha. Khi mà giao bò đến thì bà con cô bác anh chị em chúng ta sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán chân móng nè. Đây chân móng nè, thu giấy nè, thấy không, mặt mày rất là ok luôn ha. Hai con bò, một con Angus siêu đỏ và một con đực kem pháp, đực kem cọp á, thấy nó lên màu cọp không đó. Hai con bò này giá chỉ có 35 triệu thôi cô chú anh chị các bạn, giá cực kỳ yêu thương cho bà con cô bác anh chị luôn, phải không? Nghe nghe nghe, 35 triệu mà hai con bò đực. Đây thì còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho em để sở hữu hai con bò này. Hai con bò đực giá cực kỳ yêu thương. Thấy con bò đực không? Đã không? À, giá 35 triệu hai con nha. Rồi thì bây giờ em sẽ đo thử chiều cao gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta nhắn xem. Mình coi mình mua được mình cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trên hình. Hai con bò này giá cực kỳ yêu thương nha, 35 triệu. Bò này thì chiều cao khoảng 1m1, bò có hơn rồi. Nè, bò này tại phía sau xương khung của nó là bò này là chiều cao nó là 1m10, 12 gần 13. Trời ơi chết cuốn sổ tôi luôn rồi ní ơi. Đó, 1m12 gần 1m13 nha. Con này nè. Còn con này là khoảng 1m1 nè. Con này là 1m07. Đó, cặp bò này giá chỉ 35 triệu bà con cô bác anh chị nè, chúng ta có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ với em số điện thoại em để trong hình. Rồi thì bây giờ em xin kính chào, hẹn gặp lại quý chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.